Yo, xin chào anh em, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai chương còn lại của con game Diablo 2 Resurrected. Nguyên nhân mà trong video lần này tôi lại gộp cả hai chương 4 và 5 lại là một video là bởi vì chương 4 khá ngắn nên là gộp cả hai chương lại như thế này thì sẽ tiện cho anh em theo dõi hơn. Ngoài ra sau khi hoàn thành video này thì sẽ có một cái video gộp cả 5 chương lại để làm thành một video hoàn chỉnh. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu game nào, let's go. Sau khi mà tôi đã tiêu diệt được chú quỷ Mephisto ở bên dưới tầng hầm của giáo hội Yagarum thì tôi đã thông qua một cánh cổng dịch chuyển bằng máu để đến được đây, pháo đài hỗn loạn. Và pháo đài này cũng là bức tường thành cuối cùng của thiên đường đứng trước cánh cửa địa ngục, nắm giữ một vai trò quan trọng, đó là không cho tụi quỷ tràn qua xâm chiếm thế giới Sanctuary của loài người. Và việc đầu tiên mà tôi làm khi đến nơi đây là kiểm tra qua Waypoint, mục đích cũng chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem thử nơi này rộng lớn như thế nào. Sau đó thì tôi đi ra phía sau nói chuyện với tổng lãnh thiên thần Thario để nắm sơ tình hình ở nơi đây. Đầu tiên thì vẫn là một câu khen như thường lệ từ ông ta thôi. Kế đến thì ông ta giải thích sơ về nơi này. Đây là cái pháo đài cuối cùng trước cánh cửa địa ngục và nó đã được thanh hóa bằng máu của hàng ngàn chiến binh ánh sáng. Và tất nhiên những người đã ngã xuống đa số đều là những người phàm trần như tôi đây. Ngoài ra thì trong cuộc chiến này thì tôi sẽ phải chiến đấu một mình. Bởi vì có lệnh từ thiên đường nên ông ta sẽ không thể nào tham chiến cùng tôi được. Xong phần chào hỏi rồi thì tiếp theo sẽ là tiết mục nhờ vả. Ông ta kể là dưới trướng của ông ta đã từng có một đội trưởng tên là Isual. Thiên thần này đã tự ý kế quân tấn công vào Hellfall, tạm dịch là lò rèn địa ngục. Kết quả cuối cùng là cuộc tấn công này đã thất bại và thiên thần này đã bị một trong tam đại ác quỷ làm cho tha hóa. Và nhiệm vụ của tôi giờ đây là tiêu diệt thiên thần đã bị tha hóa này để giải thoát cho hắn ta. Tiếp theo thì tôi nói chuyện với lão Darker Ken. Lão dặn tôi đem viên đá Soulstone của Mephisto đến lò rèn địa ngục rồi dùng búa để phá hủy nó. Vì chỉ có cách này thì mới có thể ngăn cản được Mephisto trở lại thế giới của loài người. Từ pháo đài tôi đi thêm một con đường đá nhỏ hẹp đen thùi lùi như thế này thì sẽ đến được một nơi gọi là Outer Steppe, tạm dịch sẽ là bên ngoài thảo nguyên. Mặc dù nơi này được gọi là thảo nguyên nhưng ở những nơi mà tôi đi qua đều có thể bắt gặp được những công trình kiến trúc như thế này. Và có lẽ đây là địa ngục nên không có một cọng cỏ nào có thể mọc được cả. Kể từ khi bắt đầu chiến đấu với tụi quái ở nơi đây thì tôi đã dần nhận ra những cái bẫy của mình không còn gây được nhiều sát thương như lúc trước nữa. Hoặc có lẽ tụi quái ở đây sinh ra từ địa ngục nên kháng lửa của tụi nó vốn đã cao sẵn rồi. Và trong quá trình phân quái thì tôi cũng phân vân không biết có nên chuyển sang bảy hệ sát để chơi thử hay không. Thứ nhất là lượng sát thương gây ra từ loại bẫy này có phần không ổn định. Thứ hai là phạm vi tấn công của loại bẫy này không lớn bằng bẫy lửa. Nên tạm thời tôi quyết định sẽ farm thêm một lúc nữa rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Rời khỏi thảo nguyên thì tôi đến được một nơi có tên là Đồng bằng Tuyệt vọng. Về cơ bản thì quang cảnh của hai nơi này nhìn khá là giống nhau, chỉ khác mỗi cái tên thôi. Càng chơi về sau thì tôi lại càng muốn thử đổi sang hệ sát nên là dọn xong đám quái này là tôi quyết định quay trở về gặp bà Akara để reset lại điểm kỹ năng luôn. Đối với những anh em nào chưa biết thì để làm được điều này chúng ta sẽ cần phải hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên ở chương 1. Sau đó thì tôi quay trở lại Đồng bằng Tuyệt vọng để test những kỹ năng mà tôi vừa học được. Lúc này là tôi mới chỉ năng thử một kỹ năng một điểm thôi. Nhưng mà cảm giác của tôi lúc này cảm thấy tuyệt vọng giống như là tên của nơi này vậy đó. Bởi vì lượng sát thương gây ra từ kỹ năng level 24 này quá là yếu luôn. Thế nên tôi đã dùng hết số điểm còn lại để tăng vào kỹ năng level thấp hơn, hy vọng rằng sẽ bám víu được vào nó. Nhìn chung thì lượng sát thương gây ra từ kỹ năng này cũng được, có điều tôi phải chạy liên tục để né tụi quái. Rồi khi đi đến giữa đồng bằng tuyệt vọng thì tôi đã gặp được đội trưởng thiên thần Isual đã bị tha hóa. Tình hình là mấy cái bẫy điện của tôi nó phóng ra mấy cái tia điện di chuyển ngẫu nhiên. Đã vậy tên thiên thần tha hóa này lại còn chạy nhanh nữa chứ. Thành ra là mấy cái tia điện này rất ít khi mà trúng được vào người của hắn. Lúc sau thì tôi chán quá không chạy nữa mà đứng lại chơi solo với hắn luôn. Rồi tôi cố máu cho đến khi hắn gần chết thì chuyển sang dùng bẫy xét level 24 để test thử sát thương cũng như là hiệu quả mà nó mang lại. Theo như cảm nhận của riêng tôi thì bởi vì bẫy xét này mới tăng được có 2 điểm nên sát thương gây ra còn yếu. Nhưng bù lại thì tính ổn định của nó cao hơn bẫy điện. Ok, được rồi, bây giờ thì cùng quay lại vấn đề chính nào. Sau khi mà tôi đánh bại được tên thiên thần Isual thì hắn ta như kiểu là không đánh mà tự khai. Hắn ta coi tổng lãnh thiên thần Thario là một kẻ ngốc vì đã tin tưởng hắn. Còn cuộc tấn công vào lò rèn địa ngục rồi thất bại đều nằm trong kế hoạch của hắn và những ác quỷ khác. Ngoài ra thì hắn là kẻ đã nói cho Diablo biết cách giải phóng sức mạnh của những viên đá Soulstone và cũng là kẻ đã lên kế hoạch cho ác quỷ xâm chiếm thế giới Sanctuary của loài người. Sau khi biết được tin này thì tôi đã quay trở về mét lại cho tổng lãnh thiên thần Thario và ông ta nói nếu như những gì tôi nói là đúng thì Isual đã lừa ông ta đem những viên đá Soulstone chống lại ác quỷ nhưng mục đích cuối cùng lại là để phá hủy nó, khiến cho ác quỷ có thêm sức mạnh để chiếm lấy thế giới Sanctuary của loài người. Sau khi lục tung đồng bằng tuyệt vọng thì nơi mà tôi đi đến tiếp theo là thành phố bị nguyền rủa. Mà mãi một lúc thì tôi cũng đã tìm thấy được waypoint của nơi này. Vậy là chỉ cần tìm một cái waypoint nữa thôi. Lúc này thì tôi cũng đã bắt đầu sử dụng bẫy xét để đi farm rồi. Mặc dù kỹ năng này mới chỉ tăng được có 3 điểm thôi nhưng mà tính ổn định nó cao nên tôi quyết định sử dụng nó để đi farm.
nằm ở giữa thành phố bị nguyền rủa là một cây cầu đá dẫn đi xuống một nơi có tên là dòng sông Dung Nham. Ở dưới này thì tôi đã gặp được rất là nhiều bọ mà cũng không hiểu vì sao nữa. Lần trước mà tôi gặp tụi này nhiều nhất là ở sa mạc Lức Cô Lem ở chương 2 ấy. Rồi thì tôi cũng đã tìm thấy được waypoint ở nơi này. Và đây cũng là cái waypoint cuối cùng rồi. Điều này cũng có nghĩa là tôi sắp phải đến nhau với boss cuối rồi đó. Đi thêm một tí nữa thì tôi đã gặp được một thiên thần tên là Hadirail đang đứng trước lối đi qua một cây cầu. Ông ta dặn tôi trước khi đi vào hang ổ của Diablo thì nhớ ghé qua lò rèn địa ngục trước để phá hủy viên đá linh hồn của Mephisto. Thật ra thì lúc này tôi cũng không để ý đến lời của ông ta nói cho lắm. Nhưng vì bản đồ mở chưa hết nên tôi đã đi ngược trở lại để tiếp tục khám phá. Thì đã phát hiện ra được cái lò rèn địa ngục nằm ở bên phải của nơi này. Còn cái tên đầu trâu da xanh đang chạy đến đó là tên dữ búa. Điều này thực sự có một chút quen thuộc, nó làm cho tôi nhớ đến tên Smith ở chương 1. Lúc đó cũng giống như lúc này, chỉ khác ở chỗ là tôi phải đem chiếc búa về cho bà thợ rèn thôi. Đây, và đây là chiếc búa. Sau đó thì tôi đem viên đá linh hồn của Mephisto bỏ lên bàn đe rồi dùng chiếc búa địa ngục gõ nát nó. Rồi cảnh tượng sau đó là hình ảnh có rất là nhiều linh hồn thoát ra từ những mảnh vỡ của viên đá linh hồn. Sau khi chờ cho cảnh tượng này qua đi thì tôi bắt đầu thu thập những lợi phẩm, rồi tiếp tục khám phá khu vực còn sót lại của bản đồ dòng sông Dung Nham. Còn đây là thông báo nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Rồi tôi quay trở lại nói chuyện với thiên thần Hadirail, thì được ông ta chỉ cho cách triệu hồi Diablo, đó là tìm và phá hủy 5 phong ấn. Và sau khi vượt qua một mê cung dài ngoằn ngoèo thì tôi đã đến được trước cửa lâu đài của hắn. Còn cái nhiệm vụ thứ hai này nó bị lỗ nên thành ra mỗi lần bật cái bảng nhiệm vụ lên là nó lại xoay tròn vậy đó. Ok, được rồi, bây giờ thì đi vào trong thôi. Về cơ bản thì 5 cái phong ấn nó sẽ nằm ở 5 vị trí khác nhau, và mỗi lần kích hoạt thì sẽ có một bầy quái xuất hiện để bảo vệ thứ này. Và đây là cái thứ hai, còn đây là cái thứ ba, đây là cái thứ tư, và đây là cái thứ năm, cũng là cái cuối cùng. Sau khi mà tôi kích hoạt đủ 5 phong ấn thì tên chú quỷ Diablo đã được triệu hồi ở giữa đại sảnh. Vãi thật chứ tí chết. Về cơ bản thì kỹ năng của hắn ta nhìn giống như tôi, chỉ khác ở chỗ là kỹ năng của hắn có màu đỏ. Rồi sau đó thì tôi bị hắn ta nhốt vào trong một cái lồng xương. Rồi sau một lúc vùng vẫy thì tôi cũng phá được một bên. Nhưng mà tôi còn chưa kịp chạy ra thì hắn ta lại nhốt tôi thêm một lần nữa. Kế đến là một ngọn lửa già thiêu cháy mặt đất chạy về hướng tôi đang bị nhốt, và thế là xong. Nhưng cũng may lúc nãy trước khi chiến đấu với hắn ta tôi đã tạo trước ra một cái cổng dịch chuyển. Lần này có kinh nghiệm rồi nên tôi trốn sau một góc tường. Những việc còn lại sau đó chỉ đơn giản là đứng xả chiêu thôi. Thật ra thì phải mất một lúc thì hắn ta mới chết đó, nhưng do tôi cắt một khúc rồi nên mới ngắn như vậy. Cái lúc này khi mà linh hồn của hắn ta thoát ra rồi bay một vòng, sau đó lại nhập vào trong xác, làm tôi nghĩ hắn ta sẽ sống lại một lần nữa nên tí nữa thì định bỏ chạy ấy chứ. Ok, vậy là cuối cùng tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở chương này rồi. Tiếp theo đó là tiết mục nhặt đồ rồi quay trở về. Sau khi nói chuyện với Thario thì tôi mới biết được là ba vẫn còn đang ở thế giới Century của loài người. Và hắn ta đã tập hợp một đội quân tấn công vào lãnh thổ của người Barbarian. Mục đích của hắn là tiến lên đỉnh Ares để chiếm lấy viên đá Woodstone, là nguồn gốc sức mạnh cổ xưa của mọi viên đá Soulstone. Rồi tôi đi nói chuyện với lão Darker Ken. Đầu tiên thì lão vẫn chúc mừng tôi như thường lệ. Kế đến thì lão ngỏ lời sẽ cùng tôi đi đến nơi tiếp theo. Thì ra lâu nay lão luôn đi theo tôi, mục đích chính cũng chỉ là muốn theo dõi hành trình tôi tiêu diệt ba đại chú quỷ này thôi. Ok, và đây là một đoạn cắt cảnh của chương 5. Chắc anh em cũng đã biết thì đây chính là kẻ tùy tùng đã đi theo Diablo, và chính hắn cũng là kẻ đã giải thoát cho ba. Còn cái ông mặc áo đen đội mũ trùm đầu vừa lấy viên đá màu vàng này, đó chính là ba giải dạng. Ok, vậy là chúng ta đã thấy được là ba đã lấy lại được viên đá linh hồn của hắn. Và lúc này sau khi mà lấy được viên đá linh hồn rồi thì hắn ta mới sau cái khuôn mặt của hắn cho lão Thùy Tùng thấy. Sau đó thì giết lão Thùy Tùng vì bây giờ lão ta cũng hết giá trị rồi. Tiện thể thì sau khi rời đi thì hắn ta cũng đốt nơi này luôn. Ở đoạn các cảnh tiếp theo thì chúng ta sẽ đến pháo đài của người Barbarian. Khúc này thì thật sự tôi cũng không hiểu cho lắm. Ông này ở đâu tự dưng ra mở cửa rồi nói vài câu, sau đó thì bị ba giết luôn. Thiệt chứ, cái chức nó lãng xẹt gì đâu. Ok, vậy là tôi đã đến được pháo đài Harugard. Còn bà lão đang chống gậy đi về hướng tôi tên là Mala, là một thầy thuốc ở đây. Theo như những gì bà ta nói thì nơi này chính là thành trì cuối cùng của người Barbarian. Sở dĩ nơi này vẫn còn tồn tại đó là nhờ sự hy sinh mạng sống của hầu hết những trưởng lão để tạo nên một lớp phòng hộ bảo vệ nơi đây. Nói vậy chứ vẫn còn một trưởng lão còn sống tên là Nilatha. Bà lão nói là tôi có thể tìm ông ta để mua thứ gì đó. Mà theo như tôi đoán thì ở trong thành này thì chắc ông ta là người bán đồ ngẫu nhiên thôi. Còn nếu như tôi muốn mua bán vũ khí thì đi tìm người thợ rèn tên là Lazard. Ngoài ra còn có một người tên là Wake, là chỉ huy ở nơi đây. Tạm biệt bà thầy thuốc Mala, tôi chạy một mạch ra giữa thành để gặp lão Darker Ken. Nhưng mà hình như lão vẫn chưa có điều gì muốn nói với tôi. Nên là thôi, tôi đi qua nói chuyện với chỉ huy Wake luôn. Nhưng mà có vẻ như là tôi đến hơi sớm nên vẫn chưa có nhiệm vụ gì để giao cho tôi. Rồi tôi nhìn thấy trưởng lão Nilatha cũng đang đứng ở gần đó nên ghé qua xem. Thì đúng là lão ta bán đồ ngẫu nhiên thật. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi nên tôi quyết định đi một vòng ngắm cảnh thành phố, rồi tiện thể ghé qua chào hỏi ông thợ rèn Lazard luôn. Tại đây thì ông ta đã nhờ tôi đi ra ngoài kia giết một con quái vật tên là Sen. Theo như những thông tin mà ông ta cung cấp thì Sen chính là một trong những tướng lĩnh tàn bạo nhất dưới trướng của ba, và hắn chính là kẻ đã chỉ huy những máy bắn đá tấn công ngày đêm vào những bức tường thành của Harugard. Sau đó thì tôi quay trở về làng tăng thủ ở chương 1 gặp bà thợ rèn Jessie để cường hóa cái cung. Mà mục đích mà tôi làm như vậy cũng chỉ đơn giản là để hoàn thành cái nhiệm vụ còn lại của chương này thôi. Nhưng mà tính ra thì nó còn cùi hơn cả cái cung mà em đệ của tôi đang dùng nữa. Nên là thôi vậy. Đây, cái nhiệm vụ mà tôi nói đến đó chính là cái nhiệm vụ này đây. Đó là cái nhiệm vụ mà bà thợ rèn Jessie nhờ tôi đi lấy lại cái búa ở trong tu viện ấy. Và theo như những gì bây giờ anh em đang nhìn thấy thì tôi đã hoàn thành được tất cả những nhiệm vụ ở những nơi mà tôi đã từng đi qua rồi này.
Mà anh em có để ý thấy không, ở nơi này thì còn không có cả một người lính để canh cổng thành nữa. Đã vậy, ngay trước cổng thành lại có xác chết của một người lính Barbarian cùng với rất là nhiều xác chết của những quái vật khác nữa. Gần đó thì tôi còn nhìn thấy một người lính Barbarian đang chiến đấu với ba con quái vật. Thế là tôi vào giúp một tay luôn. Đi càng xa thì tôi lại càng gặp được nhiều binh lính Barbarian hơn nữa. Và mặc dù bọn họ chỉ là những NPC thôi, nhưng thật sự gặp được bọn họ thì tôi vẫn cảm thấy rất là vui. Bởi vì trong một chặng đường dài mà tôi đã trải qua thì chỉ có nơi này là có đồng minh chiến đấu cùng thôi. À, mà tôi quên giới thiệu cho các bạn, nơi mà tôi đang chiến đấu cùng với những chiến binh Barbarian này có tên là chân núi đẫm máu. Còn đây là những cỗ máy bắn đá ma thuật. Thứ này chính là cơn ác mộng của người Barbarian, vì chính nó đã góp công lớn trong việc phá hủy gần như tất cả thành trì của người Barbarian. Tôi đi mãi đến khúc này thì có thông báo nhiệm vụ hiện ra này. Mà khi mở bản nhiệm vụ lên kiểm tra thì thấy có thông báo đi về gặp thợ rèn Lazarus để nhận phần thưởng. Điều này có nghĩa là tên quặc đốc Sen đã vô tình vào dòng điện của tôi chết lúc nào mà tôi cũng không biết. Đến khi tôi kiểm tra lại thì chỉ còn thấy được vài lọ thuốc rơi vãi trên mặt đất, còn cái xác của hắn thì tan biến đi đâu luôn. Nói tiếp với nơi này là một nơi có tên là Cao Nguyên Lạnh Giá. Gần đó thì tôi còn tìm được Waypoint cùng với một nhiệm vụ yêu cầu giải cứu những binh lính Barbarian đang bị nhốt. Đầu tiên thì tôi đi tìm ông thợ rèn Lazarus để trả nhiệm vụ. Và phần thưởng mà tôi nhận được là ông ta sẽ giúp tôi đục lỗ trang bị. Ban đầu thì tôi có nghĩ là ông ta sẽ đục được hẳn 3 lỗ cơ, nên đã lấy cây cung của em để cho vào. Nhưng mà kết quả thì ối dồi ôi thật, vì ông ta chỉ đục được một lỗ thôi. Rồi tôi quay trở lại Cao Nguyên Lạnh Giá. Giống như với cái tên gọi nó thì mặt đất nơi này đã bắt đầu phủ đầy tuyết cùng với sự hiện diện của lũ troll. Tụi này vừa đóng vai trò tấn công vừa là vật cưỡi cho tụi quỷ lông da xanh. Đi được một lúc thì tôi gặp được một con troll có tên là Sát Thủ Răng Nhọn. Hắn ta sở hữu một làn da xanh cùng với vũ khí là một cái roi. Và thường thì những đứa nào cầm roi như thế này thì hay đóng vai trò quản đốc. Và có lẽ hắn ta cũng vậy. Bởi vì sau khi giết chết hắn ta thì tôi đã tìm thấy được một lồng giam đang nhốt những chiến binh Barbarian. Tất nhiên là không chỉ có nhiều đó, vì đây là cái lồng giam thứ hai. Còn đây là cái túp lều sẽ sinh ra tụi quỷ da xanh. Còn đây là những cánh cửa dẫn xuống địa ngục. Nhìn sơ qua thì có vẻ nơi này được thiết kế giống với bản đồ dòng sông Dung Nham. Nhưng mà có lẽ nơi này không phải là địa ngục đâu. Mà theo như tôi nghĩ thì nơi này nó giống như một kiểu không gian khác tương tự với địa ngục thôi. Còn đây là nơi giam giữ những chiến binh Barbarian cuối cùng ở Cao Nguyên Lạnh Giá. Giải cứu xong rồi thì tôi quay trở về nói chuyện với chỉ huy Wake. Và phần thưởng mà tôi nhận được đó là có thể thuê một chiến binh Barbarian làm trợ thủ. Nhưng mà chuyện này thì thôi đi, bởi vì từ ngay ban đầu tôi đã quyết định sẽ đi cùng với em đệ này đến cuối hành trình rồi. Nối tiếp với Cao Nguyên Lạnh Giá là Cao Nguyên Ares. Bắt đầu từ vị trí tiếp giáp của hai nơi này đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ Cao Nguyên Ares trở đi thì những vách đá nhỏ đã bắt đầu thưa hơn. Thay vào đó thì xuất hiện nhiều cây khô hơn cùng với những cơn mưa tuyết. Điều này càng làm cho bầu không khí ở nơi đây càng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Còn đây là waypoint của nơi này. Để tìm được nó thì tôi đã phải mất hơn 30 phút lăn lộn ở nơi này đó. Để rời khỏi Cao Nguyên Ares đến nơi tiếp theo thì tôi sẽ phải tiêu diệt một kẻ cản đường, đó là một con troll tinh anh. Và chỉ cần hơn 10 giây thôi là đã đủ thời gian để tôi tiêu diệt nó cùng với lũ đồng bọn của nó rồi. Còn đây là lối vào đường hầm pha lê. Từ khi bước chân vào bên trong này thì tôi đã gặp được một số loại quái vật kỳ lạ. Ví dụ như tụi quái màu xanh này. Khi chết thì sẽ hóa thành những mảnh vụn băng rồi tan thành nước. Rồi đến lũ nửa người nửa chim ăn mặc sặc sỡ. Còn đây là lũ khỉ tuyết khổng lồ. À, có một điều mà tôi quên kể cho các bạn nghe. Đó là khi nãy trở về bán đồ thì bà Mala có nhờ tôi đi tìm một người phụ nữ có tên là Anja. Qua lời kể của bà ta thì cô ấy là một nhà giả kim, cũng là con của một người trưởng lão đã mất. Mọi chuyện xảy ra từ trước một ngày khi mà tôi đến đây thì cô ấy đã cãi nhau với trưởng lão Nilatha. Đến sáng ngày hôm sau thì bà ta không tìm thấy Anja nữa. Rồi tôi kiểm tra qua bản nhiệm vụ thì thấy yêu cầu đi tìm Anja bên cạnh dòng sông băng bên dưới đường hầm pha lê. Mà nhắc đến cái đường hầm pha lê này thì phải thừa nhận một điều rằng nó rộng khủng khiếp. Và đây chính là lối đi xuống dòng sông băng. So với khu vực trên kia thì địa hình dưới này được chia cắt bởi rất nhiều những nhánh sông nhỏ. Và cũng nhờ như vậy mà tôi đã lợi dụng địa hình nơi này để ném những chiếc bẫy sang bờ đối diện. Này, các bạn nhìn bản đồ nơi này mà xem. Thật sự mà nói thì bản đồ nơi này rộng khủng khiếp. Nếu như khu vực phía trên rộng bao nhiêu thì khu vực dưới này cũng không chịu thua kém một chút nào cả. Đã vậy còn thui thui tạo một cảm giác rất là bí bách khi mà ở lâu dưới này. Còn đây là Anja đang bị nhốt bên trong một khối băng. Và theo như lời của cô ta nói thì cô ta bị nhốt ở đây bởi trưởng lão Nilatha. Sau đó thì tôi quay trở về kể lại mọi chuyện cho bà Mala rồi nhận lấy lọ thuốc đem đến đưa cho Anja. Và sau khi sử dụng lọ thuốc mà tôi đưa thì Anja đã xóa bỏ được lời nguyền. Rồi tôi trở về thành thì được cô ta tặng cho một món vũ khí. Về cơ bản là tôi sẽ không dùng đến nó nên chắc là tôi sẽ vứt shop thôi. Tiếp đến là nhiệm vụ thứ tư có tên là sự phản bội của Harrogate. Và theo như chỉ dẫn của nhiệm vụ này thì tôi sẽ phải đi qua cánh cổng của Anja để đến được ngôi đền của Nilatha. Nhưng tình hình là hiện giờ tôi vẫn chưa khám phá xong khu vực sông băng. Nên nếu lỡ như tôi tạo một cổng di chuyển ở đây thì sẽ không thể nào trở lại nơi đó được nữa. Và đây là waypoint của đường hầm pha lê. Còn đây là waypoint của đường mòn băng giá. Nếu như mà nói nơi này có gì đặc biệt thì đó chính là ở đây. Nằm chính giữa bốn cái cột có dây leo quấn quanh là một chiếc rương bằng vàng. Trong này có một viên rune mà có lẽ bạn nào đó sẽ cần. Còn đây là hang động trôi giạt. Về cơ bản thì cái hang này nằm bên trong bản đồ đường mòn băng giá. Nếu tính về diện tích thì cái hang này khá nhỏ và nó cũng có một cái rương đấy. Trong rương này thì cũng có một viên rune màu vàng giống như chiếc rương vừa nãy.
Rời khỏi đường mòn băng giá thì tôi đã đến được lãnh nguyên đóng băng. Nơi này thì khỏi cần phải nói nữa, vì nhìn đâu đâu cũng là tuyết, mặt đất mọi nơi đều đã đóng băng cả rồi. Cho những bạn nào không biết thì đến thời điểm này bảy xét của tôi đã đạt đến cấp 7, và mỗi tia xét bắn ra có thể gây sát thương từ 1 đến 440, và đó là mới chỉ tính một cái 7 thôi. Nếu như 5 cái 7 cùng bắn một lúc thì sao? Còn đây là waypoint của nơi này. Lúc này thì tôi mới nhớ ra là mình còn một cái waypoint chưa kích hoạt nữa. Không phải là do tôi quên đâu, mà có lẽ là cái waypoint này nằm ở đèn của Nilatha. Mà thôi, chuyện này tính sau đi, bây giờ thì khám phá cho xong nơi này đã. Nơi tiếp theo mà tôi đi đến có tên là con đường cổ xưa. Wow, cái tên nghe hay nhờ. Nhưng mà dường như chỉ có mỗi cái tên là khác thôi. Còn kiểu dáng thì hình như là nó đều giống như nhau cả. Có chăng những bức tường bây giờ đã được thay đổi thành những bức tường đá thay vì những bức tường băng như những hang động trước kia. Nơi này cũng có một hang động nhỏ tên là hầm băng. Và ở dưới này thì cũng có một chiếc rương màu vàng, nhưng mà khi mở ra thì lại không có một viên rung nào cả. Còn đây là waypoint của con đường cổ xưa. Vậy là chỉ còn hai nơi nữa thôi. Một nơi thì dẫn đi đánh trùm cuối, còn một nơi thì dẫn đi làm nhiệm vụ phụ. Còn đây là lối ra. Giờ thì tôi đã đến được đỉnh núi Ares. Các bạn nhìn này, thật sự nhìn từ trên này xuống rất là cao luôn nha. Còn dưới kia chắc là nơi mà lúc trước tôi đã từng tung hoành ngang dọc. Còn cái cục hình vuông nằm ở trung tâm này có tên là bàn thờ thiên đường. Theo như những gì trong quyển sách này nói thì ba bức tượng đang đứng xung quanh tôi đây là những linh hồn của Nephalem. Nói cách khác thì đó chính là những linh hồn cổ xưa có nhiệm vụ trấn giữ nơi đây, bảo vệ lối vào nơi cất giữ viên đá thế giới. Còn bây giờ để được chấp thuận đi qua cánh cửa này thì tôi sẽ cần phải vượt qua được một bài kiểm tra, đó chính là đánh bại cả ba người bọn họ. Mặc dù cùng lúc phải đánh với cả ba người nhưng mà cuộc chiến vẫn diễn ra khá là nhẹ nhàng. Thứ nhất là bởi vì lượng sát thương mà ba người này gây ra vẫn khá là thấp. Khi đến là vì bọn họ không có kỹ năng hạn chế di chuyển nên khó tiếp cận được tôi. Còn tôi thì chỉ đơn giản là vừa chạy vừa thả ra những chiếc bẫy, đảm bảo làm sao cho bản thân không bị sốc đam rồi lăn đùng ra chết là được. Thế khúc này là tôi đã đánh bại được cả ba người bọn họ và đã đủ điều kiện để đi qua cánh cửa rồi nè. Và thế là xong cái nhiệm vụ thứ năm. Như các bạn thấy thì hiện tại tôi đã dọn sạch xong tầng 1 của World Stone Keep, tạm dịch là nơi giữ viên đá thế giới. Còn đây là waypoint của tầng 2 World Stone Keep này. Nhưng mà thay vì đi tiếp xuống dưới thì tôi trở về nhà rồi đi qua cánh cổng dịch chuyển của Nilatha. Đây là sân trước của ngôi đền này, còn đây là bên trong, cũng có thể coi nó là phần đại sảnh cũng được. Thật lòng mà nói thì theo cảm nhận của riêng tôi thì nơi này thật sự rất là đẹp, đẹp hơn cả những nơi mà tôi đã từng đi qua trước đây. Được nối với sảnh chính là nơi mà tôi đang đứng có tên là hành lang đau khổ, mà ở nơi này thì cũng không có gì đặc biệt cả. Còn đây là lối đi xuống hành lang đau đớn, còn đây là waypoint của nơi này, cũng có thể coi là waypoint cuối cùng của chương 5 luôn. Mà các bạn có biết không, nơi này thật sự rất là rộng luôn nha. Còn đây là tầng hầm tầng 3 nè, mà tên của nó thì tôi cũng không biết dịch thành như thế nào nữa. Thiết kế bản đồ của nơi này có hình dấu cộng, còn vị trí của trưởng lão Nilatha thì nằm ở phía bên trái. Các bạn nhìn khu vực giữa mà xem, quá trời là xác chết luôn. Có vẻ như là tên trưởng lão Nilatha này là một triệu hồi sơ hay sao ấy. Và nếu thật sự sức mạnh của lão chỉ phụ thuộc vào những con quái này thì lão sắp tiêu đời với tôi rồi. Và đúng như dự kiến, lão ta đã chết. Sau khi mà bộ xương của lão xoay tròn được một lúc thì cũng bị kéo tọt xuống bên dưới khe nứt luôn. Rồi tôi quay trở về thành nói lại chuyện này với Anja. Và phần thưởng mà tôi nhận được là cô ấy sẽ giúp tôi ký tên lên một món đồ nào đó. Thế là tôi quyết định ký tên của mình lên ghi cung của em đệ đang dùng. Mà nhắc đến ghi cung này thì có một điều mà lúc trước tôi vẫn chưa kể cho các bạn nghe. Đó là trong quá trình đi farm thì tôi có nhặt được một ghi cung có 3 lỗ, mà lượng sát thương thì cũng ổn nữa. Thế là tôi đem 3 viên rune độc khảm vào rồi đưa cho em đệ dùng. Và giờ thì tên của cây cung này là cung chiến dài được khảm ngọc của Prey, nghe cũng chiến phết nhờ. Thật lòng mà nói thì cây cung này cũng không có gì đặc biệt ngoài mỗi chỉ số 226 điểm độc sát trong vòng 5 giây. Nhưng mà ít ra thì đây cũng là thành ý của tôi dành cho em đệ mà. Sau đó thì tôi quay trở lại đỉnh núi Ares rồi đi xuống tầng 3 nơi giữ viên đá thế giới. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là nơi sâu nhất đâu. Vì để gặp được ba thì tôi sẽ phải đi xuống thêm một tầng nữa có tên là ngai vàng của sự hủy diệt. Đây, vừa xuống đến nơi thì thông báo nhiệm vụ đã hiện ra rồi nè. Còn đây là điểm cuối cùng của nơi này rồi. Nhưng mà trước hết để an toàn thì phải tạo ra một cái cổng dịch chuyển trước đã. Thật lòng mà nói thì cách làm này nó giống như là việc tôi đang chuẩn bị hậu sự cho chính mình vậy. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ là tôi và ba sẽ lao vào choảng nhau cho đến khi có kẻ nằm trúng thì thôi cơ. Nhưng mà người đau hắn ta chỉ ngồi trên ngai vàng rồi liên tục triệu hồi ra đám quái tấn công tôi. Càng về sau thì quái càng mạnh hơn. Sau khi chơi chán thì hắn bỏ tôi lại rồi một mình đi qua cánh cổng màu đỏ. Rồi thì tôi cũng theo chân hắn đi qua cánh cổng đến nơi cất giữ viên đá thế giới. Tại đây thì tôi đã lợi dụng địa hình để tránh những đòn tấn công trực diện của hắn. Rồi việc còn lại chỉ đơn giản là bơm máu cho em đệ và thả ra những chiếc bẫy. Và cuối cùng thì hắn ta cũng đã chết. Lúc này là hắn ta nôn mửa này. Sau đó thì xài một chiêu có tên là ngước mặt lên trời hận đời vô đối. Đó, các bạn nhìn khuôn mặt bất hận đời của hắn mà xem. Sau khi các linh hồn tản đi hết thì thiên thần Thario bắt đầu phá nóc nhà chui xuống. Việc này làm tôi liên tưởng đến một câu nói mà tôi đã từng nghe trước đây. Đó là công lý chỉ xuất hiện khi mà mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa.
Sau đó thì ông ta cảm ơn tôi cho đúng trình tự và rồi tiết lộ cho tôi biết một tin mang tính tồn vong của thế giới này. Đó là mặc dù tôi đã thành công tiêu diệt cả ba đại chúa quỷ, nhưng mà trước khi chết thì ba vẫn đã kịp làm hỏng viên đá thế giới. Cho đến khi năng lượng của viên đá tiêu tan hết thì cũng là lúc địa ngục được nối liền với thế giới này. Tuy nhiên trước khi điều đó xảy ra thì ông ta sẽ phá hủy viên đá bị hỏng này trước. Mọi chuyện sau này như thế nào thì để sau này tính, còn bây giờ thì ông ta sẽ đưa tôi trở về nơi an toàn. Vậy là cho đến bây giờ thì hành trình tiêu diệt tam đạo chúa quỷ của tôi đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này. Và cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện sắp tới.